Chào các bạn nhé, sắp đến ngày Valentine 14 tháng 2 rồi. Bạn nào đang có ý định tỏ tình group mà ngại thì các bạn hãy làm ngay một cái web tỏ tình cho riêng các bạn để các bạn có thể tỏ tình group của mình. Bằng cách mình chuẩn bị giới thiệu sau đây thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một web tỏ tình để các bạn có thể tỏ tình group của bạn. Thì cái tool này là được tác giả Dũng Mạnh đã share vào nhóm G2 Team vào năm 2020. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại với các bạn nha. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào cái đường link GitHub này. Tất cả đường link ở trong video mình để bên dưới phần mô tả hết các bạn nhé. Thì tại đây đối với những bạn biết code á, thì bạn có thể tải về cái đoạn code này và chỉnh sửa theo ý muốn của các bạn. Còn đối với những bạn không biết code hoặc là chưa học code thì các bạn đừng lo. Tác giả đã cập nhật thêm một tính năng mới giúp những bạn chưa biết code có thể tạo ra một trang web tỏ tình của riêng các bạn. Thì các bạn hãy truy cập đến cho mình cái trang web là groupdaddy.vn. Sau khi đã truy cập đến trang web thì cái giao diện của web nó sẽ thế này. Các bạn sẽ để ý phần là có 12 đoạn test, là từ test 1 cho đến test 12. Thì những đoạn test 1 cho đến đoạn test 12 này chính là những cái câu chữ mà nó sẽ xuất hiện trong cái web tỏ tình mà các bạn chuẩn bị tạo ra. Thì đã tạo một web tỏ tình thì bạn cần phải biết được những cái dòng chữ này nó nằm ở chỗ nào ở trong cái web các bạn chuẩn bị tạo ra. Thì các bạn hãy truy cập cho mình cái trang web là dũng.hm98.github.io. Sau khi các bạn đã truy cập vào trang web thì bạn sẽ thấy trước mặt các bạn là có hai dòng chữ là hello cậu và tớ có điều này muốn nói, cậu phải trả lời thật lòng nha. Thì các bạn sẽ quay lại cái trang web để biết những đoạn test thì các bạn sẽ thấy được cái dòng hello cậu và tớ có điều này muốn nói chính là đoạn test 1 và test 2. Thì nếu ở đây các bạn đổi thành một cái dòng chữ nào đó thì trên trang web các bạn chuẩn bị tạo ra nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ mà các bạn sẽ tạo. Ví dụ mình sẽ sửa đoạn hello cậu này thành hi cậu đi. Và tớ có điều này muốn nói, điều này muốn hỏi. Thì mình sẽ xóa cái đoạn sau đi. Thì sau khi mình đã tạo ra một cái trang web thì cái đoạn test 1 và test 2 chính là hai cái dòng này. Nó chỉ xuất hiện, nó sẽ thành là hello cậu, tớ có điều này muốn nói, tớ có điều này muốn hỏi, thế là xong. Thì thành quả thì cuối trang web mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ thì các bạn cần phải chỉnh sửa những cái đoạn test này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể nha. Thì sau khi đã xong đoạn test 1 và test 2 rồi thì bạn nhấp vào OK, nó sẽ hiện ra là cậu yêu tớ phải không nào. Nếu trả lời không, nếu mà cậu không trả lời thì tức là muốn làm vợ, thì yêu ơi là yêu và cậu mời à. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ sửa những cái đoạn test này để cho nó phù hợp với giao diện của trang web hay là theo sở thích gì của các bạn. Thì các bạn có thể tự do sửa những đoạn test này nha. Thì sau khi đã xong á, thì ở cái đoạn này nếu có ví dụ các bạn nhấp vào cậu mời à thì nó sẽ không có được. Nó sẽ tự động nhảy qua nhảy lại đến khi các bạn có thể nhấp vào chữ yêu ơi là yêu thôi. Sau khi các bạn đã nhấp vào chữ yêu ơi là yêu á, thì nó sẽ hiện ra tiếp những đoạn test là nói lý do cậu thích tớ, gửi cho tớ và thôi ngại lém. Thì các bạn sẽ xem ở đây, nói lý do cậu thích tớ chính là đoạn test 7, gửi cho tớ là test 8. Còn cái test 9 là vì cậu đẹp trai. Thì các bạn để ý cho mình ở đoạn test 9 này là tác giả đã bỏ hoàn toàn cái đoạn test 9 đi rồi. Là ví dụ các bạn có viết bất kỳ thứ gì ở đoạn test 9 này thì khi các bạn mà tạo ra cái trang web rồi á thì nó sẽ không có hiện ra nha. Nên các bạn cứ bỏ qua đi, không cần phải động gì tới đoạn test 9 này. Thay vào đó thì các bạn hãy chỉnh sửa những đoạn là test 10, test 11 và test 12 giúp mình nhé. Thì ví dụ mình sẽ nhập lại một từ nào đó đi, rồi xong mình bấm là gửi cho tớ nhé. Thì nó sẽ hiện ra đây chính là đoạn test 10, test 11 và test 12 nha các bạn. Thì các bạn cứ còn chỉnh sửa thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa những đoạn test của mình, sau đó mình sẽ show thành quả cho các bạn nha. Đây các bạn, mình đã tạo xong những cái đoạn test cho riêng mình rồi thì mình sẽ show thành quả cho các bạn nữa. Nó sẽ như thế này. Thì các bạn chỉ cần các bạn nhớ cho mình nha. Đây chính là những cái dòng chữ mình tạo. Lát nữa mình sẽ tạo ra một trang web nó sẽ xuất hiện những dòng chữ này thôi. Thì cái đoạn test chính là bỏ qua, các bạn nhớ cho mình nhé. Lát nữa nó sẽ không hiển thị đoạn test chính đâu. Rồi, sau khi đã tạo xong những đoạn test thì tiếp theo các bạn sẽ tiến tới việc là tạo username cho trang web. Các bạn có thể hiểu nôm na là tạo cái đường link cho trang web các bạn chuẩn bị tạo ra vậy. Thì ở đây nó đã có cái ví dụ mẫu này là viết liền không dấu, ví dụ group xinh đẹp và Maru đẹp trai. Thì mình sẽ đổi thành, thì mình sẽ đổi tên cho nó tương tự ví dụ mẫu cho nó nhanh các bạn nhé, khỏi mất công mình nghĩ. Thì mình sẽ đổi thành group đẹp gái đi là được.
Sau đó mình sẽ nhấp vào Amdot Robot này, rồi bắt đầu bấm vào tạo web, thì nó sẽ tự tạo một trang web cho các bạn nhé. Ở đây là username này đã tồn tại, thì mình còn phải chọn cái username khác mà chưa ai chọn nha, thì mình sẽ đổi. Này vẫn tồn tại rồi. Đây các bạn, sau khi mình đã đổi thành một cái username là rất đẹp ái gơi theo một đống chơi sau thì mới tạo thành công website. Rồi thì ở đây chính là trang web của các bạn này, web của bạn đã tạo xong, truy cập ngay. Các bạn hãy copy đường link này bằng cách nhấn vào copy link các bạn nhé. Sau đó thì các bạn chỉ cần gửi cái đường link này cho người khác thôi. Thì để cho chắc ăn thì các bạn có thể test thử trước. Các bạn cứ mở cái trình duyệt khác hoặc là một cái web ẩn danh, thì mình sẽ mở web ẩn danh. Sau đó mình sẽ dán cái đường link vừa mới copy vào và mình truy cập vào nó. Đây chính là giao diện của nó. Đây, chào cậu, tớ có điều này muốn nói với cậu. Đây chính là những cái đoạn test mà mình sửa này các bạn. Chào cậu này, tớ có điều này muốn nói với cậu đây. Tớ mình sẽ tiếp tục này. Ok, tớ thích cậu. Thì cậu mua à, được này. Chỉ bấm vào đây mới được thôi ha. Rồi nói lý do cái gì đó. Rồi tớ biết mà, yêu cậu 3.000, tớ mày không tới chơi ok luôn. Thế là xong rồi các bạn. Thì đây chính là một cách đơn giản để các bạn có thể tạo ra một cái web tỏ tình. Còn những cái cách khác mà mình biết thì mình thấy nó rất là phức tạp. Các bạn cần phải tải code về để chỉnh sửa code rồi, hay là tự lập trình ra một cái code thì rất là mất thời gian. Các bạn có thể vào cái trang web này, sử dụng cái cách này để tạo ra một trang web đơn giản để các bạn có thể tỏ tình group các bạn nhé. Thì chúc các bạn tỏ tình group thành công và có một ngày Valentine vui vẻ với group của các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho video này một cái like, một cái đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.